Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Xe Điện Motor Điện, kênh video hàng đầu về phụ tùng xe 3-4 bánh, độ chế các kiểu. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái mô hình, nó cũng là sản phẩm hoàn chỉnh cho các bạn là có ý tưởng làm một cái xe 3-4 bánh bàn đạp và có điện trợ lực. Đây là một bộ có thể nói là hoàn chỉnh nhất với một cái nhu cầu là sử dụng một chiếc xe 4 bánh hoặc 3 bánh có thể đạp bằng chân và có thể sử dụng động cơ điện. Hai thứ này là độc lập với nhau. Độc lập với nhau các bạn nhé. Có nghĩa là khi các bạn sử dụng động cơ điện thì bàn đạp không hoạt động hoặc đứng im. Và khi các bạn sử dụng bàn đạp thì động cơ điện đứng im, nó sẽ không bị quấn theo động cơ. Có nghĩa là các bạn đạp nó nhẹ như không, không có quấn theo động cơ. Và khi các bạn chạy động cơ thì bàn đạp đứng im, không quấn theo bàn đạp chạy. Bộ này cũng có thể được coi là một siêu phẩm luôn, bởi vì bộ đằng trục đằng sau sử dụng V-Sai, sử dụng hai phanh đĩa, sử dụng thắng tay hoặc thắng chân, tùy ý khách hàng lựa chọn. Đây là mô hình và cũng là một bộ sản phẩm hoàn chỉnh nhất để lên cho các bạn một cái ý tưởng. Toàn bộ được trang bị từ A đến Z luôn. Các bạn có thể chọn lựa các loại bánh các bạn yêu thích. Tuy nhiên thì với một số dòng bánh các bạn lựa chọn thì sẽ phải gia công lại một chút với lắp đặt được. Những các bạn yêu dòng bánh lan hoa như xe ô tô, xe máy thì các bạn phải gia công lại một chút đầu trục thì có thể bắt được vành xe máy. Trong cái bộ này mình có trang bị cho các bạn động cơ 48V 500W, một bộ trục V-Sai, hai phanh đĩa, hai bánh sau có thể hoạt động độc lập, một bộ trục trung gian có các loại nhông phù hợp và một cái bộ bàn đạp. Thì cái bàn đạp này thì mình không cung cấp bởi vì nó phổ thông trên thị trường thôi. Tất nhiên khách hàng có yêu cầu bên mình vẫn sẵn sàng làm cho các bạn. Cái bộ bàn đạp này nó là của xe đạp thôi. Ở bộ trục trung gian này, đây chính là cái bộ trục mà mang lại cho các bạn cái sự nhẹ nhàng nhất có thể. Với bộ trục này thì có sử dụng líp, nó hoạt động như một cái líp xe đạp, và khi các bạn đạp bên bàn đạp thì bên líp của bên động cơ sẽ trượt, không quấn theo nhông xích của động cơ, và khi các bạn chạy động cơ thì bên nhông xích của bên xe đạp sẽ hoàn toàn là đứng im. Các bạn có thể nhìn tổng quan như thế trong cái bộ này. Với cái bộ phụ tùng này thì thay đổi tỷ số truyền cho xe cho tốc độ là khác nhau. Và bên mình có rất nhiều loại nhông để cho các bạn có thể đáp ứng được cái yêu cầu cho các bạn. Các loại nhông luôn. Đấy. Thì các bạn có thể tham khảo thêm một số cái nhông sao cho tỷ số truyền nó hợp lý và độ động cơ cho nó khỏe, nhanh hay là chậm, khỏe. Tổng một cái bộ phụ tùng như thế này thì các bạn có yêu cầu giá cả thì bên mình xin comment vào Zalo cho mình, số điện thoại là 0983818955 các bạn nhé. Hãy nhớ số điện thoại 0983818955. Còn bộ phụ tùng này như vậy là tương đối hoàn chỉnh. Các bạn có thể mua thêm bánh hay là mua thêm giảm xóc trước, hay là mua bộ hệ thống lái hay là cái gì đó đó thì tính sau. Còn nguyên bộ như thế này là theo như mình là đã đủ dùng rồi. Các bạn có thể phải mua thêm điều khiển tay ga hay chân ga gì đó, đấy là tùy các bạn. Nhưng đây chỉ là mô hình dành cho các bạn, một bộ phụ tùng cơ bản để thực hiện cái ý tưởng sử dụng xe đạp 3 bánh, xe đạp 4 bánh và có thể dùng điện để trợ lực.
Và sau đây mình sẽ chi tiết cho các bạn xem cận cảnh những cái thiết bị như vậy. Bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh nhé. Và bật chuông thông báo để có những cái video mới ra thì các bạn sẽ cập nhật ngay lập tức được. Các bạn có ý tưởng thiết kế một cái sản phẩm nào đó, các bạn cứ nói ra cho mình. Bên mình sẽ có kỹ thuật để tư vấn cho các bạn phù hợp, đảm bảo làm cho các bạn hài lòng nhất có thể. Và tất cả những cái thông tin thiết kế của các bạn thì bên mình sẽ giữ bí mật nếu như các bạn có yêu cầu. Còn bây giờ mình xin mời các bạn xem chi tiết sản phẩm.